từ nơi xa nhớ về quê thăm bến đò năm xưa, lũy tre đầu làng bờ lau xanh xanh thăm giọt mưa nơi có mẹ đang trông ngày bóng đêm má. Hôm nay chúng con về đây thăm má, mãi mãi cải lương và chúng con biết ơn má. Không có má, không có ba năm châu là tụi con không có ngày nay. Và cải lương cũng chưa được quy hoàng, chưa được giá trị như mọi người biết. Bây giờ thì mọi người biết rằng cải lương đẹp, cải lương giá trị trong văn hóa của Việt Nam mình. Chúng con kính dâng lên lời biết ơn đối với tổ nghiệp, đặc biệt là đối với má, đối với ba năm châu. Con không biết nói lời cảm ơn thế nào cho đủ. Má, ba năm châu, má Hai Kim Cúc, bác ba dân cùng các tổ nghiệp cải lương trăm năm phò hộ cho nghệ thuật cải lương sống mãi, sống đẹp và sống huy hoàng cùng với văn hóa của dân tộc Việt Nam. Chúng con biết ơn má. Sống bình thường, mỗi ngày lớn tuổi hơn, con nhận ra được những điều quý báu mà má đã hết lòng dạy dỗ tụi con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Linh Sơn Hội Tượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đạo Tràng Hội Tượng Phật Bồ Tát. Em thăm anh, em cảm ơn anh, Dương Nhân Nga, Kiều Nguyệt Nga, tất cả những điều anh dạy dỗ, anh chỉ cho mấy đứa em để có thể thành công tốt đẹp cho Trần Vũ Trang và cho nghệ thuật cải lương Việt Nam. Em thăm chị, mãi mãi chị là ngôi sao sáng, là ánh sáng thật đẹp tuyệt vời của nghệ thuật cải lương trăm năm. Chúng em kính ngưỡng chị. Cải lương trăm năm, tất cả những cái biểu diễn của anh bây giờ không chỉ nghệ sĩ chúng em thuộc mà khán giả cũng thuộc, tất cả đều góp phần nói lên giá trị thật sự văn học bác học của nghệ thuật cải lương. Chúng em kính tiễn anh, chúc anh siêu sinh thịnh độ. Chúng em
các hiền sĩ kẻ lương mãi mãi biết ơn anh. Không có anh là không có Bạch Tuyết kẻ lương Chi Bảo, không có Lê Thị Trường An, không có cô Tận. Cảm ơn anh đã biết và đã dạy chúng em diễn, dạy chúng em ca. Biết không em, ngàn chiều nắng qua quãng sương mù. Con đây, ba chính điều. Không có ba là không có Bạch Tuyết nghệ sĩ như bây giờ. Con cảm ơn ba đã dẫn con đi. Con mới có 16 tuổi, ba cho con nắm đào trắng. Con cũng không biết tại sao mãi cho tới bây giờ. Con chỉ biết rằng con có những ân nhân, con có quý nhân như ba để góp phần cùng các bác các chú nối dài nghệ thuật cải lương đến với khán giả công chúng. Con cảm ơn ba, con biết ơn hết tất cả. Con cố gắng mỗi ngày để không phụ lòng ba, không phụ lòng mọi người đã thương con, đã giúp đỡ che chở con. Con cảm ơn ba, con biết ơn ba thật nhiều. Con kính chúc, cầu chúc cho ba được siêu sinh tịnh độ, ba trở lại, ba góp mặt, ba giúp cho nghệ thuật kỷ niệm trăm năm, nghe ba. Ôi thương biết bao nhân loại, ôi thương làm sao trần gian quý báu. Ơn ba, ơn tổ, ơn nhà, chúng con mãi mãi ghi nhớ. Mỗi ngày các nghệ sĩ chúng con đều làm thật là tốt để không phụ lòng các thiền sư, các tổ sư, các vị tổ của nghệ thuật cải lương trăm năm. Con kính ba. Cái viện dưỡng lão nghệ sĩ này do ba thành lập vĩ đại không? Biết không em, ngàn chiều năm qua quãng sương mù, từ trong cõi vô cùng hạt bụi hồng hoa kiếp thân em, từ trong cõi đời này em lại đi về với hư không, không ai thấy hạt bụi đầu tiên, không ai biết hạt bụi. Con dân hoa dân trái cây kính chúc má siêu sinh tịnh độ, một trong các vị tổ của chúng con, mãi mãi con không quên được từng chữ, từng lời, từng điệu bộ má dạy cho con, cho chúng con. Con biết ơn cải lương, biết ơn má, biết ơn ba năm châu, biết ơn hết những lời má dạy về đạo đức của một người nghệ sĩ, về tấm lòng của một người nghệ sĩ đối với tổ quốc, và sự biết ơn của mỗi nghệ sĩ đối với tình thương của khán giả. Con càng ngày càng lớn, con càng nhớ hết tất cả những gì mà má đã dạy. Má yên lòng. Tụi con mãi mãi nhớ ơn má. Má sống đẹp. Má ra đi càng đẹp hơn. Những công trình của má để lại như chùa nghệ sĩ, như viện dưỡng lão nghệ sĩ, tất cả là những bài học cho những đứa trẻ chúng con. Làm thế nào để sống thật tốt với những điều mà các tổ
của nghệ thuật của mình chỉ dạy. Tình xa